Có bao giờ các bạn tự hỏi, điều mà hầu như mọi người thường hay nhắc đến và quan tâm nhiều nhất trong thị trường tiền mã hóa, dù uptrend hay downtrend là gì không? Đó chính là về giá Bitcoin. Vào thời điểm này, khi giá Bitcoin đang điều chỉnh, một số bạn sẽ tiếp tục hold, hoặc số khác sẽ chọn cách bán bớt số tài sản của mình về USDT nằm vùng, hay còn gọi là cash out. Nhưng liệu cash out ra USDT có phải là cách an toàn nhất hay không? Liệu chúng ta có thể đặt toàn bộ niềm tin của mình vào USDT, đồng stablecoin đang thống lĩnh thị trường tiền mã hóa hay không? Coin68 sẽ cùng bạn tìm ra câu trả lời trong video ngày hôm nay bằng tất cả những thông tin về đồng USDT hay còn được gọi là Tether. Hãy cùng mình bắt đầu nhé! Vậy USDT là gì? Chúng ta hãy cùng đi từ những điều rất quen thuộc với các bạn như CoinMarketCap hay CoinGecko. Vào thời điểm mình làm video là ngày 14 tháng 7 năm 2021, đứng thứ 3 bảng xếp hạng chỉ sau Bitcoin và Ethereum, không ai khác chính là Tether, với vốn hóa thị trường khổng lồ ở mức trên 62,6 tỷ đô. Hay khi các bạn truy cập những sàn giao dịch lớn như Binance, FTX, hầu như các cặp coin giao dịch đều được niêm yết với USDT. Vậy thì hãy cùng mình quay ngược thời gian một chút. USDT được cho ra đời vào tháng 7 năm 2014. Ban đầu nó có tên gọi là RealCoin, sau này đổi tên thành Tether. USD Tether là một stablecoin, neo giá với đồng đô la Mỹ với tỷ lệ 1:1. Tức là 1 USDT sẽ bằng với 1 đô la. Hay nói cách khác, trên thị trường có bao nhiêu USDT thì có tương ứng bấy nhiêu đồng đô la Mỹ bảo chứng cho đồng tiền này. Đây cũng chính là lý do khiến cho Tether là một trong những đồng coin gây tranh cãi nhất trong thị trường tiền mã hóa. Tether Limited tuyên bố rằng thay vì sử dụng trực tiếp tiền fiat, tức là tiền pháp định như Việt Nam đồng hay đô la Mỹ, thì việc dùng USDT để mua những loại tiền mã hóa như Bitcoin hay Ethereum sẽ dễ dàng hơn và phí giao dịch rẻ hơn rất nhiều. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Theo những thông tin công khai, công ty Tether Limited là đơn vị chịu trách nhiệm duy nhất về việc in và quy đổi USDT cũng như đảm bảo trữ lượng đô la Mỹ. Đáng lưu ý rằng, công ty mẹ của Tether là iFinex cũng là công ty điều hành sàn giao dịch Bitfinex. Từ đó, cộng đồng đặt ra rất nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Tether và Bitfinex, dù cả hai liên tục khẳng định mình hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Nhiều nhà quan sát thị trường cáo buộc rằng, hoạt động giao dịch USDT trên Bitfinex từ trước đến giờ đã giúp thổi phồng giá trị của Bitcoin lên. Hay nói cách khác, Tether đã được dùng để thao túng giá Bitcoin. Mãi đến tháng 11 năm 2018, Tether tuyên bố đã tìm được đối tác mới là ngân hàng Delta Bank & Trust có trụ sở tại Bahamas, chứng minh rằng số dư tài khoản của Tether đang sở hữu đúng 1,8 tỷ đô la Mỹ, ngang bằng với số USDT đang lưu hành trên thị trường ở thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2018. Cho đến tháng 5 năm 2019, tiết lộ sốc của luật sư Tether, chỉ 74% tổng cung USDT là được bảo chứng bằng tiền mặt, gần 10% bảo chứng bằng trái phiếu doanh nghiệp, quỹ và kim loại có giá, 12% còn lại nằm ở dạng cho vay tài sản có thế chấp. Quay trở lại đầu video, bạn có nhớ mình đã nói 1 USDT sẽ luôn là 100% được bảo chứng bởi 1 USD không nhỉ? Vậy sao bây giờ chỉ còn 74% tổng cung? Có vẻ như con số này trái ngược với những lời cam kết trước đó đã được đưa ra bởi ban lãnh đạo Tether. Nhưng đó chỉ là những gì website Tether tuyên bố ngày 12 tháng 2 năm 2019 mà thôi. Vài tháng sau đó, trên website chính thức của Tether, thông tin đã được sửa đổi. Dường như Tether không còn đủ để chống lưng cho toàn bộ USDT trên thị trường nữa. Cụ thể, thông tin trên website đã được sửa đổi như sau. Mỗi đồng USDT sẽ luôn được bảo chứng 100% bằng quỹ dự trữ của chúng tôi. Vốn bao gồm tiền mặt truyền thống và tùy từng thời điểm thì có thể có những dạng tài sản khác và các khoản vay của Tether cho các bên thứ ba, có thể là các định chế đối tác. Mỗi đồng Tether được neo giá 1:1 vào đô la Mỹ, thế nên 1 USDT lúc nào cũng sẽ có giá trị bằng 1 USD. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Vậy Tether có thao túng giá Bitcoin hay không? Trước khi tiếp tục video, các bạn đừng quên cho mình một like và một subscribe cho channel của Coin68 TV. Đừng quên hãy bấm chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình nhé. Ok, quay trở lại câu hỏi, vậy Tether có thao túng giá Bitcoin hay không? Phải nói là có rất nhiều nghi vấn và dẫn chứng xoay quanh về vấn đề này. Nào là
thống kê rằng khối lượng giao dịch của Tether Trung Quốc trong năm 2019 dẫn đầu thế giới, và điều đặc biệt ở đây là Tether cũng chiếm 99% khối lượng giao dịch Bitcoin ở nước này. Hay những lần Tether in thêm USDT đều tác động mạnh lên giá Bitcoin. Nhưng nghi vấn rằng Tether đã được chi để mua Bitcoin trong nhiều thời điểm quan trọng, giúp đưa giá Bitcoin lên mức cao kỷ lục là gần 20.000 đô hồi tháng 12 năm 2017. Một số báo cáo đã đưa ra kết luận rằng mỗi lần Tether in USDT với số lượng lớn, giá Bitcoin đều tăng. Hai tháng 11 năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ đã vào cuộc điều tra về sai phạm thao túng thị trường của stablecoin Tether để đẩy giá Bitcoin. Tiếp theo đó là chính quyền New York cáo buộc Bitfinex sử dụng tiền của Tether để đắp lỗ 850 triệu USD. Nhưng hầu như các cuộc điều tra và cáo buộc trên đều không đi đến kết luận rõ ràng và chính thức. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bitfinex và Tether chính thức hòa giải vụ kiện với chính quyền New York, chấm dứt cuộc chiến pháp lý trong hòa bình. Không lâu sau đó, ngày 30 tháng 3, Tether xác nhận đã được bảo chứng đầy đủ và đảm bảo tính minh bạch. Cụ thể, Tether đã cung cấp báo cáo kiểm toán số tiền quỹ dự trữ của công ty, kèm theo đó là một báo cáo đảm bảo từ công ty kế toán Moore Cayman. Chưa dừng lại ở đó, ngày 24 tháng 4 năm 2021, Coinbase Pro bất ngờ thông báo niêm yết USDT. Và ngày 4 tháng 5 sau đó, USDT đã chính thức được giao dịch trên Coinbase. Cho những bạn nào chưa biết thì Coinbase là một trong những sàn giao dịch uy tín nhất thị trường được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq. Do đó, việc một sàn giao dịch uy tín như vậy niêm yết USDT chứng tỏ rằng Tether có mức độ minh bạch đủ để đáp ứng với tiêu chuẩn của Coinbase. Nhưng tất nhiên cho đến nay, Tether không phải là lựa chọn duy nhất. Trong hệ sinh thái stablecoin, vẫn không thể phủ nhận độ thống trị của Tether với thị phần lớn nhất chiếm đến 83%, bên cạnh những stablecoin khác như USDC, GUSD hay là TUSD. Tether không chỉ thống trị về thị phần trong hệ sinh thái stablecoin, khối lượng giao dịch của đồng tiền này là con số mà các stablecoin khác khó lòng bị kịp. Theo số liệu của Coinlip.io, hơn 50% khối lượng giao dịch Tether được đổ vào Bitcoin. Qua đó, chúng ta có thể hiểu được sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của Tether đến Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung là như thế nào. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dù không thể đảm bảo 100% rủi ro của USDT, nhưng Tether đang nhận được những tín hiệu rất tích cực khi là một trong những stablecoin hiếm hoi được Coinbase tin tưởng. Có thể nói, lịch sử Tether đã sang trang mới, một trang sử phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về đồng stablecoin này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới và đừng quên bấm nút like, subscribe để ủng hộ tụi mình, đội ngũ của Coin68 ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Coin68 TV.